từ xứ sở của những chú gà trống đến với bộ phim nói về chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng phần lớn thời lượng phim là các cảnh hòa bình, nơi mà những người lính các bên rủ nhau ăn sô cô la thay vì ăn đạn, chia nhau hơi thuốc nhưng không phải thuốc súng, rủ nhau sang nhà kết tình huynh đệ thay vì ngủ với mẹ đối phương. Joyeux Noël. Câu chuyện bắt đầu vào những ngày trước thềm Giáng sinh 1914, thời điểm cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt. Phe hiệp ước và phe liên minh đánh nhau khắp nơi. Dù rằng mấy vị nguyên thủ các phe toàn là họ hàng ruột thịt cả. Tại vị trí đóng quân của Pháp, một viên trung úy Pháp nhận nhiệm vụ chuẩn bị tấn công. Anh này thì rén vờ lờ nhưng vì là chỉ huy nên vẫn cố động viên mọi người bằng cách nôn mẹ ra đấy. Tinh thần quân lính lên cao, lao thẳng sang chiến hào quân Đức không chút do dự. Mỗi tội quân Đức có lợi thế sân nhà, lại sở hữu mấy cái trụ nhà chính bắn 500 viên đạn một phút, cùng với quả quân phục màu sắc rất là lạy ông tôi ở bụi này của Pháp, đã khiến trung úy Pháp cùng đồng đội bị quân Đức sấy cho vẹo cả lườn. Lính Scotland đồng minh của Pháp cũng đẩy lên, bị pháo kích Đức dã cho nát như con cá ngừ. Hai anh em người Scotland phải chạy về chiến hào của họ thì bất ngờ người anh ăn đạn vào lưng, giật dẹo một lúc rồi ra đi ngay lập tức. Dưới áp lực của đạn pháo nã dồn dập, người em bèn bỏ lại anh chạy trước. Chỉ mới đây thôi, ở vùng quê Scotland, hai anh em đã nhận được thông báo ra chiến tuyến. Cả hai đều vui vẻ thay vì tìm cách săn vé máy bay trốn ra nước ngoài. Trong khi đó, vị cha xứ nhìn theo hai anh em với khuôn mặt không vui cho lắm. Chẳng cha xứ nào vui khi nghe tin sắp có đánh nhau cả. Còn mấy cây nến của cha thì bị eo cây đem ra trước gió. Sau đó anh về khóc với cha xứ. Ông lúc này cũng tham gia quân đội và trở thành cha tuyên úy, hỗ trợ tinh thần cho những người lính trên chiến trường. Nhân lúc trời đã mập mờ tối, cha xứ cùng với một người lính nữa trèo ra khỏi chiến hào và thử tìm cách cứu thương binh bị bỏ lại. Tuy nhiên thì họ đã bị đối phương phát hiện ra và bắn cho nhấc người. Anh lính cũng bị thương xém lên bàn thờ, buộc cả hai phải cắm đầu quay trở lại chiến hào. Phía bên kia, người lính Đức nổ súng lại chính là nam danh ca ở nhà hát Đức khi đó. Lúc này đang quắn lên vì sợ đã bắn trúng lính cứu thương. Có vẻ như tôi đã bắn trúng lính cứu thương rồi. Hả? Anh vừa bảo anh đã bắn trúng lính cứu thương ư? Không, anh ấy bắn trúng một con gà. Sao lại có gà ở đây? Không biết, nhưng mà gà sẽ phải trả giá. Anh lính này cũng từng là một ca sĩ tại nhà hát Đức. Và một ngày anh đang chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu, nhưng khi sắp bước ra thì một sĩ quan Đức đã cắt ngang tiết mục. Và thế là anh ngồi đây bắn gà. Trong khi đó ở chiến hào của Pháp, viên trung úy Pháp sau khi trải qua trận chiến thê thảm như cái mặt của anh, thì bố tướng xuất hiện. Gọi là bố tướng vì đấy là bố đẻ anh và ông ấy làm tướng. Bố tướng nói với trung úy Pháp, ông đã sắp cho anh một slot trở thành sĩ quan pháo binh, ung dung ở chỗ hậu cần khai hỏa, bom không tới mặt, đạn không tới đầu, vừa có danh vừa có mạng. Thế nhưng anh trung úy từ chối thẳng, nhất định muốn ở lại đây cùng với đơn vị của mình lưu danh sử sách. Nhưng mà bố anh là tướng, tưởng muốn là được à? Sau khi bố anh rời đi, viên trung úy cũng phát hiện mình đã bị mất chiếc ví khi đang đổ sát quân Đức, trong đó có chứa tấm ảnh duy nhất có mặt vợ anh. Lúc này tại Đức, chị danh ca tóc vàng đã đi tới sở chỉ huy để tìm gặp tư lệnh mặt trận và yêu cầu gọi nam danh ca ngoài mặt trận về để cùng mình phục vụ buổi biểu diễn cho thái tử và Giáng sinh. Tư lệnh thì đang cần vô địch C1 nên không nhả người, nhưng thái tử đã bảo kê cho chị tóc vàng rồi, thì có mà bố của tư lệnh cũng không dám bướng, ngoan ngoãn xác thực cho chị tóc vàng. Phía Scotland thì người em sau cái chết của người anh vẫn phải giấu mẹ là anh mình vẫn ổn khi viết thư cho bà. Cha xứ thì bị chỉ huy cấp cao của Scotland chửi là cục tạ trên trường, nhưng nghe tiếng súng thì ông lại bỏ chạy nhanh hơn cả lính, dù đó là súng do chính lính của mình bắn. Phía quân Đức thì đang nôn nao, kẻ địch còn ở xa mà Giáng sinh lại đến gần rồi. Nam danh ca cũng được đưa về hậu phương theo lệnh gọi, dù vẫn muốn tham gia chiến đấu cùng đồng đội mình. Còn viên trung úy Pháp vẫn tận hưởng phút giây thoải mái khi người phụ tá cắt tóc và kể cho anh câu chuyện của mình. Anh phải tin em, hồi sang Việt Nam xuất khẩu lao động em là ba bờ số 1 đấy. Được đấy. Cắt ở đâu, bao giờ hòa bình qua ủng hộ? 30 tỏa nắng anh ạ. Chuyên biến đầu nờ thành đầu bờ. Nam danh ca và chị tóc vàng đã gặp được nhau. Cả hai mừng rỡ âu yếm nhau sau khoảng thời gian xa cách. Buổi tối biểu diễn, hai người đã gặp thái tử. Tôi biết anh, cảm ơn vì đã tự nguyện ra chiến trường. Dạ thưa ngài, thực ra là tôi bị gọi chứ không phải tự nguyện ạ. Tự nguyện được gọi đi còn gì nữa. Nam danh ca tỏ ra chán trường khi phục vụ cho đám quý tộc ăn chơi, trong khi những người đồng đội của anh vẫn phải bắn nhau ngoài mặt trận. Bất chấp việc được gần gũi với chị tóc vàng, nam danh ca vẫn muốn trở lại mặt trận. Chị tóc vàng sau một hồi cũng chấp nhận theo ý của nam danh ca, với điều kiện chị sẽ đồng hành cùng anh đi ra đó tại chiến trường. Mặc dù là đêm Giáng sinh, nhưng những lính Pháp vẫn nhận lệnh tiếp cận chiến hào Đức để tìm hướng đẩy trụ. Một anh lính đã quyết định nhận lấy việc này và bò ra khỏi chiến hào. Trong khi đó phía bên Scotland thì binh lính đã kiếm được rượu và cả nhạc cụ để chiêu Giáng sinh cho ấm người. Cha xứ ngoài nghề đọc kinh còn có kỹ năng thổi kèn, âm thanh vang sang cả chiến hào của quân Đức. Trong khi quân Đức đang cảm thấy chán đời bỏ mẹ vì bên mình chả có tí không khí Giáng sinh gì, thì voila, nam danh ca và chị tóc vàng xuất hiện. Quân Đức nhìn thấy chị tóc vàng như kiểu army nhìn thấy BTS, tỏ ra mừng rỡ và phấn chấn từ binh lính cho tới chỉ huy, trưng cao cây thông sáng khắp chiến hào. Và nam danh ca bắt đầu ngay bài thánh ca buồn của đám Daddy, khiến đám lính Scotland dù đang tiệc tùng ồn ào cũng phải lắng nghe. Còn quân Pháp thì vẫn tưởng rằng lính Đức chuẩn bị căng đủ. Nam danh ca vẫn tiếp tục hát, và từ phía Scotland bỗng vang lên một tiếng kèn đệm. Nam danh ca vừa hát vừa bước ra khỏi chiến hào. Viên trung úy Đức hét ngăn anh lại vì sợ đạn bắn anh ngu người. Nhưng nam danh ca vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tay xách theo cây thông như lữ bố vác phương thiên họa kích. Trong sự reo hò của binh lính ba bên, tất cả cùng trèo lên trên chiến hào mà không hề nổ súng. Phía Scotland còn cung cấp thêm một ban nhạc 5 cây kèn túi để giúp cho phần biểu diễn của nam danh ca thêm bay. Sau khi hoàn thành bài hát, nam danh ca gửi lời chào tới người Scotland. Những trung úy Đức đã chạy lên và kéo anh ta về. Về thôi, nó bắn bỏ mẹ. Ông mà còn kéo tôi nó mới bắn đấy.
Bỗng nhiên sĩ quan của Scotland bước tới nói chuyện với hai người. Trung úy Pháp thấy thế, tưởng đám này tiệc tùng lẻ mà không rủ nên cũng chạy ra để nói chuyện. Tình huống này cứ như là ta manh chiến lữ bố, nhưng mà không phải để bắt đồng trác mà là để bắt tay nhau. Anh em ngừng bắn làm cốc champagne hữu nghị và binh lính hai bên bước ra gặp gỡ giao lưu. Chỉ mười mấy ngày trước họ còn lao vào đánh nhau như là Mortal Kombat, vậy mà bây giờ ai cũng vui phơi phới, trao đổi với nhau từ rượu cho tới sô-cô-la, share ảnh vợ và người yêu cho nhau, cãi nhau xem hoàng thượng là vua Đức hay là vua Pháp, rủ nhau thổi kèn xoay vòng. Gần đó, Trung úy Đức cũng trả lại cho Trung úy Pháp chiếc ví của ảnh vợ anh, khiến Trung úy Pháp rất cảm kích. Sau khi tiệc tùng, tất cả những người lính lại cùng đứng cạnh nhau, lắng nghe lời cầu nguyện từ cha xứ và bài thánh ca từ chị tóc vàng. Tất cả đứng kề bên nhau, tận hưởng không khí Giáng sinh trong hòa bình. Tiếng hát của chị tóc vàng giúp cho những người lính quên đi sự tăm tối của chiến tranh, và những lời cầu nguyện của cha xứ giúp cho họ giữ lấy hy vọng tươi sáng. Sau đó, các bên từ biệt nhau và trở về chiến hào, vì đó là giờ pháo kích. Sớm hôm sau, phía quân Đức trong bão tuyết mù mịt phát hiện người em trai bên Scotland đang đào hố để chôn anh của mình. Vậy là chỉ huy các bên lại order một ly đen nóng và đàm phán ngừng bắn để thu dọn tử sĩ. Thế là cả hai bên lại cùng nhau thu dọn và chôn cất những người đã ngã xuống. Chị tóc vàng thì nói với nam danh ca, chị không muốn thấy anh chết và mong muốn cùng với mình bỏ trốn đến Hà Lan để tránh khỏi cuộc chiến. Tuy nhiên nam danh ca từ chối. Trong lúc đó, những người lính Đức cũng mong muốn chị tóc vàng giúp họ mang thư về cho người thân vì họ không tin tưởng quân đội. Sau khi thu dọn chiến trường, những người lính các bên lại ngồi xuống nói chuyện với nhau, rồi đá giải giao hữu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Chưa dừng lại ở đó, Trung úy Đức còn chạy sang phía bên chiến hào của Pháp và Scotland, đề nghị họ qua bên chiến hào Đức để trú thân vì bên Đức chuẩn bị pháo kích. Và để đáp lễ, Pháp và Scotland cũng thông báo thời điểm pháo kích và để lính Đức trú lại trong chiến hào của mình. Đến cuối, mặc dù chia tay nhưng tất cả đều vẫn lưu luyến. Trung úy Đức nói với Trung úy Pháp rằng giá như ở một hoàn cảnh khác, có thể họ đã là những người anh em tốt. Những người Đức trở về chiến hào của họ và người Scotland lại thổi bài kèn xin là xin vĩnh biệt cụ. Anh danh ca và chị tóc vàng vẫn nán lại bên chiến hào Pháp và hy vọng Trung úy Pháp có thể bắt giữ họ như tù binh để họ không phải rời xa nhau. Trước khi đi, nam danh ca đưa lại cho Trung úy Pháp thư của những người lính Đức và nhờ ông đưa nó cho chữ thập đỏ gửi về gia đình. Tất nhiên là nào có ai ngờ, toàn bộ thư của lính Đức đã bị phía Pháp lần ra và câu chuyện ngừng bắn vào Giáng sinh đã bị vỡ lở. Các sếp hai bên đều coi đây là hành vi phản bội nghiêm trọng. Họ không chấp nhận những người lính ngồi uống champagne bo đầu với kẻ thù. Cha xứ Scotland bị giám mục chửi SML và bị gửi trở lại giáo xứ của mình. Tiểu đoàn của ông cũng bị điều đi chỗ khác và bị thay thế bởi một tiểu đoàn mới đã được phù hộ bởi giám mục với lá bùa chống Đức. Cha xứ đã để lại cây thánh giá, sau đó lặng lẽ bỏ đi. Tại chiến hào, những người Scotland bị viên thiếu tá giận dữ, đòi bắn một người lính Đức đang di chuyển. Những người lính Scotland bắn chỉ thiên để dọa, nhưng người em trai đã bắn gục người lính đó. Kẻ xấu số chính là phụ tá của Trung úy Pháp, người đã được những lính Đức giúp đỡ để tìm và gặp mẹ mình. Trong khi hấp hối, anh thông báo với Trung úy Pháp rằng vợ con anh vẫn sống và anh có một đứa con trai tên Henry. Vào buổi tối, Trung úy Pháp gặp lại cha anh, người tỏ ra cực kỳ phẫn nộ khi con trai mình và đồng bọn lại ngồi thổi kèn chung với kẻ thù. Anh cùng toàn bộ quân của mình sẽ chuyển tới Verdun, một cái cối xay thịt người lính. Ngay cả hoàng thượng cũng bị xét xử vì tội phản bội khi vừa là vua Pháp vừa là vua Đức. Tuy nhiên, Trung úy Pháp đã cãi lại cha mình và cho rằng tướng lĩnh cùng đám dân thường như mấy con báo chỉ biết mõm mà không hiểu được những gì mà anh và đồng đội đang phải đối mặt. Và ông biết gì không ông già? Vợ con vẫn còn sống. Thì ông bố tướng này mắt lại rưng rưng, song động viên anh đừng cắm mặt vào cuộc chiến này nữa các thứ và cố gắng sống sót. Những người lính Đức thì bây giờ không vui lắm khi thái tử Đức bắt họ lên tàu đi thẳng tới mặt trận phía đông để chiến đấu với người Nga. Trước đó, ông đã đạp nát chiếc kèn harmonica của một người lính và mạt sát Trung úy Đức rằng anh không còn xứng đáng với chữ thập sắt trên người. Tuy nhiên, khi chuyến tàu khởi hành, những người lính Đức vẫn ngân nga bài hát của người Scotland và giai điệu đó vẫn ngân vang cho tới khi chuyến tàu của họ đi khuất khỏi khung hình. Đây là một bộ phim dựa trên một sự kiện có thật và mang tới nhiều giá trị nhân văn của chính những người lính trong chiến tranh. Nếu bạn có thời gian, đừng ngần ngại bật phim để tận hưởng một khoảng lặng yên bình giữa một cuộc chiến ác liệt. Một lần nữa, tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.